3. Quý tiết thời gian. Hiểu rõ ý nghĩa và ứng dụng lời Phật dạy về lý vô thường vào cuộc sống, thấy rõ là học vô thường không phải để chúng ta chán đời, bi quan không muốn làm gì hết. Nhiều người học đạo rồi hiểu lầm, nghi ngờ như vậy. Trước đây cũng có nhiều người hỏi đạo Phật nói cái gì cũng vô thường, khiến mọi người chán đời thì sao? Vì biết rõ cái gì cũng vô thường thì đâu cần làm việc cho tốn công, nghĩ như vậy rồi chán đời, yếu đuối, đó là hiểu lầm. Phật chỉ cho biết vô thường có nghĩa là mọi việc qua rồi thì không thể kéo lại, nên thời gian hiện có ở đây rất là quý báu, phải trân trọng, tức là không thể để qua suông, phải sống cho thật đúng ý nghĩa, biết quý hiện tại. Không thể nói vô thường thì không cần làm gì hết, rồi bỏ thời gian này qua suông, làm phí cuộc đời. Cái duyên lành chúng ta đang có không dễ gì gặp lần thứ hai. Thế thì phải biết trân trọng, phải khéo phát triển, không nên do dự. Hôm nay nhờ có duyên lành được gần chùa học Phật Pháp, chúng ta phải phát triển căn lành để đời sau tăng gấp rưỡi, gấp hai. Lỡ sau này sanh vào các loài khác thì sao? Đó là hiểu được ý nghĩa vô thường, không để duyên lành này trôi qua, rồi sau tìm lại không có. Rõ ràng, người hiểu được ý nghĩa đó thì đời sống tích cực thêm, chứ không tiêu cực. Truyện cổ Ấn Độ, có một người mua miếng đất của người láng giềng, lại mua nhầm ngày chót của thời hoàng kim chuyển qua thời hắc ám. Sau khi mua xong, người này đào được cái hũ vàng trong miếng đất mới mua. Ông này có tâm tốt, vội vàng đem trả lại cho người chủ. Ông nói: "Tôi mua đất của anh chứ không phải mua vàng, nên bây giờ tôi đem vàng trả cho anh." Người kia nói: "Tôi cũng mừng cho anh, khi bán đất là bán tất cả. Tôi đâu nghĩ có vàng dưới đất, vậy đây là cái duyên may của anh có quyền nhận." Hai người cứ nhường qua, nhường lại hoài, vì đây còn thời đại hoàng kim. Nhưng bây giờ đã sắp chuyển qua thời hắc ám, nên cả hai nói: "Thôi, tối rồi, để mai tính sao." Ngờ đâu, tối mỗi người nằm suy nghĩ rồi thấy tiếc. Sáng hôm sau, ông mua đất nói: "Tôi về nghĩ lại rồi, anh nói đúng. Tôi đã mua đất thì ở dưới đất là của tôi, thôi tôi nhận." Người bán đất nói: "Không phải vậy, tối nay tôi cũng nghĩ kỹ, đúng như lời anh nói hôm qua, anh chỉ mua đất, còn vàng là của tôi, thôi bây giờ tôi nhận vàng." Hai bên cãi nhau, cuối cùng đưa ra tòa thành thù địch. Mới thấy sự vô thường của tâm tánh con người, hôm qua quá đẹp quá tốt, sáng hôm sau chuyển rồi. Như thế, chúng ta thấy từ thân tâm đến hoàn cảnh bên ngoài đều biến đổi vô thường. Nên gặp thời hoàng kim phải chộp lấy cơ hội làm ngay, gặp việc lành làm mau, vì nếu không làm sẽ đổi ý. Trong thời Phật cũng có câu chuyện, hai vợ chồng anh đó rất nghèo, chỉ có miếng vải khoác thân ngoài thôi. Hàng ngày, hai người phải thay nhau đi xin. Hễ người vợ khoác vải đi thì người chồng ở nhà về đổi lại. Một hôm, người chồng gặp đệ tử Phật và phát tâm nghe Pháp. Nhờ duyên lành mới cảm được và muốn phát tâm cúng dường. Nhưng nghèo quá, đâu có gì để cúng, nên về bàn với vợ: "Chắc kiếp trước vợ chồng mình đã tạo nghiệp gì xấu, nên đời này nghèo đói khổ sở. Thôi, mình chỉ có miếng vải này, nên phát tâm cúng dường tạo công đức, để đời sau không còn khổ nữa." Cô vợ nói: "Chúng ta chỉ có miếng vải này mà cúng dường, làm sao mai đi xin ăn đây?" Anh chồng nói: "Cúng dường là có phước thôi." Bàn qua bàn lại, nhờ tâm mạnh mẽ cuối cùng cả hai quyết định cúng dường. Lúc đó có vị tỳ kheo đi khất thực ngang qua nhà. Người chồng muốn cúng dường nên bò lại gần cửa sổ, dâng miếng vải cho vị tỳ kheo đó.
dâng lên với cả lòng thành để cúng dường. Cúng dường xong, anh mới la lên: "Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi." Đúng là anh đã thắng. Thắng tâm niệm nghèo thiếu, ích kỷ của mình. Sau đó, vị tỳ kheo này nghe anh la thế liền tìm hiểu và biết gia đình anh thật nghèo khổ, nhưng tâm đạo mạnh mẽ, đáng quý nên về thuật lại với Phật. Các vị tỳ kheo, nhà vua cùng nhiều vị thí chủ có mặt tại tịnh xá nghe được đều cảm động. Nhà vua sai quân lính đem quần áo vàng bạc đến tặng cho hai vợ chồng. Sau đó, hai vợ chồng cùng đến nghe Phật thuyết pháp và cùng chuyển hóa đời sống của họ trở nên tốt đẹp. Đó là nhân quả hiện tiền. Khi gặp điều thiện, điều tốt thì phải chộp lấy thời cơ làm liền. Nếu lúc đó mà đợi đến ngày hôm sau, chắc khó cúng dường. Đây là điểm chúng ta cần học và ứng dụng vào cuộc sống. Mỗi vị phải nhớ tất cả thế gian là vô thường, ngay cả thân và tâm của chúng ta cũng vô thường, đổi thay, không dừng một chỗ. Cho nên, gặp duyên lành tốt thì phải làm liền, không thì duyên xấu ác sẽ dẫn đi. Chính trong kinh có dạy: "Hãy gấp rút làm việc thiện, hãy chế ngự điều dữ trong tâm. Ai chậm tạo việc lành sẽ ưa thích làm điều dữ." Pháp Cú 116. Đức Phật dạy chúng ta như thế, tức là mình chậm làm điều lành một chút thì điều dữ chen vào. Nên phải chộp lấy thời cơ làm lành ngay thì sẽ bớt điều dữ. Hiểu vô thường rồi thì cuộc sống không tiêu cực, lại rất tích cực, và lúc nào cũng phải sẵn sàng làm các việc lành trong khả năng. Có một câu chuyện của vị tổ của tông Tịnh Độ là Ngài Thân Loan. Ngài là bậc tái sanh có chủng tử Phật Pháp sâu dày. Do đời trước có tu nên khi sanh ra liền nhớ. Khi lên 9 tuổi đến lễ Hòa Thượng Từ Trấn xin xuất gia. Hòa Thượng hỏi: "Con còn nhỏ tuổi sao lại muốn xuất gia?" Ngài Thân Loan thưa: "Con còn nhỏ, nhưng cha mẹ mất sớm, con không hiểu vì sao người ta nhất định phải chết, vì sao con lại phải xa lìa cha mẹ. Vì muốn tìm hiểu đạo lý này nên con xin xuất gia." Chúng ta thấy nhỏ tuổi mà trả lời thật hay. Đây là hảo tâm xuất gia đó. Hòa Thượng Từ Trấn bảo: "À tốt, ta đã hiểu. Giờ ta nhận con làm đệ tử, nhưng trời sắp tối, thôi để sáng mai ta cạo tóc cho con." Ngài Thân Loan nghe vậy không chịu, thưa: "Bạch thầy, thầy bảo là sáng mai mới cạo tóc cho con, nhưng tuổi con còn nhỏ, con không bảo đảm tâm xuất gia của con còn tới ngày mai không nữa, mà tuổi của thầy lại cao, thầy cũng không đảm bảo sáng mai thầy có thể thức dậy để xuất gia cho con, nên xin thầy xuất gia cho con ngay bây giờ." Ngài Từ Trấn nghe xong vỗ tay cười, rất hoan hỷ: "Đúng như vậy, lời của con nói không sai. Thôi bây giờ ta sẽ cạo tóc cho con ngay." Sau đó Ngài tu và trở thành vị tổ của tông Tịnh Độ. Ngài Thân Loan đời trước cũng tu nên chủng tử sâu, khi sanh ra nhớ lại sớm và hiểu, thấy đúng được lẽ vô thường. Mới 9 tuổi mà Ngài biết nói thế, còn chúng ta biết nói vậy chưa? Tuổi còn nhỏ mà Ngài quyết tâm xuất gia mạnh, lại còn nói là không biết có giữ được tới sáng mai không, nên xin thầy xuất gia ngay đi. Thứ hai là thầy tuổi cũng đã cao, không biết có sống nổi tới ngày mai hay không. Rõ ràng đúng như vậy, đó là lẽ vô thường. Trước kia có những vị thầy Tây Tạng buổi tối trước khi đi ngủ đều lau rửa sạch sẽ bình trà, tách trà, gói lại cẩn thận. Bởi vì nghĩ ngày mai không chắc có ngủ dậy để dùng tách trà đó nữa. Hiểu vô thường đến như vậy nên các ngài tu mau đắc đạo. Nếu chúng ta được như các ngài thì chắc cũng tu mau đắc đạo, cũng bớt phiền não nữa. Mỗi khi có ai làm chúng ta phiền não thì nghĩ sao?
À, chết tới nơi mà phiền não cái gì? Hít hơi thở vô, không biết thở ra không nữa, thì còn gì mà phiền não? Nhờ vậy sẽ bớt phiền não. Còn nghĩ, mình sống tới 70-80 năm thì có thời gian để phiền não. Đối với nghĩa vô thường mà hiểu kỹ, hiểu sâu, rồi chúng ta thấy an vui, giảm được phiền não rất nhiều, mới thấy Phật Pháp thiết thực, có giá trị và cao quý. Bằng không, khi nghe nói Phật Pháp là Pháp bảo cao quý, mà lâu nay không thấy nó bảo ở chỗ nào, khi hiểu kỹ, ứng dụng được vào cuộc sống, thì niềm tin càng sâu, vững thêm. 4. Nghĩa sâu của vô thường. Từ trước đến đây, chỉ nói về mặt vô thường giả tạm. Nếu chúng ta khéo tiến thêm bước nữa là tỏ ngộ được lẽ thật trong vô thường. Nói vô thường để giúp người tỏ ngộ được lẽ thật để vươn lên, để sống được với cái chân thật, chứ không phải nói vô thường rồi chỉ thấy vô thường tạm bợ. Đó là ý nghĩa sâu của vô thường. Lý vô thường không phải làm cho con người bi quan. Khi rõ tất cả là vô thường thì chúng ta không mê lầm, mà sống trở lại nguồn gốc chân thật đã bỏ quên, tức là Phật tánh, là bản tâm, là lẽ thật nơi chính mình. Nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mà Phật tánh đó vô thường không chạm tới được. Chúng sinh bị vô thường chi phối, nhưng cũng không mất Phật tánh. Nên người khéo tu, giác ngộ được thì sẽ chuyển chúng sinh thành Phật. Đức Phật, Bồ Tát, các vị thánh hiền cũng từ chúng sinh giác ngộ mà thành. Khi còn mê thì là chúng sinh, khi giác ngộ rồi thì chuyển thành Phật. Phật cũng từ chúng sinh tiến lên. Bồ Tát, các vị A-la-hán, các vị thánh hiền cũng vậy. Vậy thì trong chúng sinh có cái phi chúng sinh, nên nói vô thường để chúng ta không lầm cái giả này, khéo sống trở về với chân lý giác ngộ đó. Bài kệ dạy chúng của Thiền sư Mạn Giác. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Mạc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Nó đã nói lên trong cái vô thường có cái chân thực, tức là xuân đi thì trăm hoa rơi rụng, xuân đến trăm hoa đua nở. Sự đời cứ trôi qua trước mắt như nước trôi, nước cứ trôi, trôi qua hết. Lâu lâu nhìn lại thì cái già nó đến trên đầu rồi, tóc đã bạc rồi. Bài kệ nhắc rằng sự đời vô thường, từ hoàn cảnh bên ngoài cho đến bản thân đều bị vô thường biến đổi. Nhưng tại sao không nói xuân đến trước mà lại nói xuân đi trước? Thường người ta nói đến rồi mới nói đi. Có đến mới có đi. Xuân đến hoa nở, xuân đi hoa tàn, có nở có tàn. Ở đây sư nói ngược lại. Xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến thì trăm hoa nở. Vì đây là bài kệ thị chúng của sư lúc sắp tịch, nhắc nhở để đại chúng bớt buồn. Sắp tịch tức là sắp đi. Sư nói rằng thân này cũng vậy, có mặt trên đời này, đến lúc hết duyên thì đi. Giống như xuân đi thì hoa rụng tàn. Tuy vậy, nhưng gặp duyên đến thì hoa nở, tức là có rụng có tàn có nở. Đó là tướng vô thường của thế gian. Nhưng trong đó chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, nghĩa là trong mùa xuân hoa tàn rụng đó vẫn còn. Đêm qua sưng trước một cành mai, nghĩa là sao? Sư dùng chữ rất tế nhị. Sư không nói là còn một chùm mai, mà nói là một cành mai. Vì nếu là một chùm mai thì nó sẽ rụng nữa, còn cành mai thì nó vẫn còn đó. Tới mùa xuân đến, nó lại nở nữa. Hoa có rụng có tàn, nhưng cành thì vẫn còn đó.
Ở đây nói rõ cuộc đời là vô thường đổi thay, thân này cũng theo đó mà hủy hoại, cũng như sư có sanh ra rồi cũng có tịch. Nhưng sư đi đó mà sư có mất không? Gặp duyên thì sư cũng hiện nơi khác, cũng như cành mai này, tới mùa xuân năm sau cũng nở nữa. Tức là cái này vô thường biến diệt, nhưng trong đó có cái chân thật. Vậy Phật nói vô thường để con người sống trở lại với lẽ thật của chính mình. Hiểu vậy thì thấy ý nghĩa vô thường rất sâu, đâu phải chỉ dừng ở nghĩa vô thường thôi. Qua đó chúng ta mới thấy Phật pháp sâu xa, không thể nghĩ bàn. Phật dạy trong kinh Đại Thừa thì thân này gọi là uyển thân, thân sanh diệt giả có. Nhưng còn có pháp thân, mà pháp thân thì không sinh diệt. Nên phẩm Như Lai Thọ Lượng trong kinh Pháp Hoa, Phật bảo là Ngài thành Phật bao lâu rồi? Ngài nói, từ khi ta thành Phật đến nay, số kiếp vô lượng vô biên, nhiều như cát bụi không thể kể được. Ngài ví dụ như đem nghiền cả cái khối tam thiên đại thiên thế giới này thành bụi, rồi đi qua trăm ngàn thế giới để rơi một hạt bụi, rơi hết các số bụi đó, rồi mới cộng lại hết số thế giới đã đi qua, có để rơi bụi và không rơi bụi, đem nghiền hết thành bụi nữa, rồi mỗi hạt bụi là một kiếp. Ngài nói, từ khi Ngài thành Phật đến nay còn lâu xa hơn số bụi đó nữa. Vậy tuổi thọ Ngài bao nhiêu? Thường chúng ta hiểu tuổi thọ của Phật là 80 năm rồi nhập Niết Bàn. Nếu hiểu theo như Phật nói trong kinh thì Phật có nhập Niết Bàn không? Vậy Phật đâu có nhập Niết Bàn theo nghĩa thường hiểu là diệt. Vì mê nên chúng ta thấy Phật nhập Niết Bàn. Nếu giác ngộ, chúng ta thấy Phật thường hiện tiền. Bởi tuổi thọ của Phật đã nói như trên, nên Đức Phật đã nhập Niết Bàn là Phật ứng thân. Vì là ứng thân nên có sanh ra rồi nhập Niết Bàn. Còn Đức Phật kia vẫn luôn hiện hữu. Nếu hiểu được như vậy thì lúc nào cũng thấy Phật ra đời với chúng ta chứ không nhập Niết Bàn. Mỗi người ai cũng có Phật tánh, nhưng Phật trong chính mình cũng nhập Niết Bàn không biết bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ phải làm sao cho Phật ra đời trở lại đây? Hãy giác ngộ trở lại thì thấy Phật ra đời thôi. Nếu thấy Phật ra đời thì ngay đây cũng vượt qua cả vô lượng kiếp đã nhập Niết Bàn rồi đó. Mới thấy được lẽ thật, dòng luân hồi sanh tử đúng như là giấc mộng. Chúng ta tưởng Phật nhập Niết Bàn nhưng Phật vẫn còn với mình. Như vậy, hiểu sâu lý này là đủ cho chúng ta tu cả đời. Có lẽ từ đời này qua đời sau vẫn chưa xong nữa. Nhưng vì học đạo quen rồi xem lần, nghe nói đến lý vô thường là chán nghe. Vì đã học nhiều, muốn nghe cái gì cao siêu hơn. Nếu như hiểu đúng, hiểu sâu nghĩa vô thường, biết ứng dụng tu tập thì tu suốt đời không hết, cũng có thể tu tiến thành Phật, không phải chuyện thường. 5. Tóm kết. Hiểu rõ thế gian là vô thường để chúng ta bớt vướng mắc, để phát tâm Bồ Đề, để không trôi theo mê lầm và tích cực sống dương lên chứ không tiêu cực buông xuống theo nó. Phải luôn chộp lấy thời cơ hoàng kim để tiến lên. Vậy tất cả thế gian là vô thường, không có gì bền chắc, không có gì để nắm bắt. Chấp chặt thấy được như vậy thì cuộc sống chúng ta cởi mở và gần với nhau. Biết cuộc đời vô thường thì bớt làm khổ nhau, tất cả cùng sống chung trong cuộc vô thường. Nên đem an vui cho nhau hơn là đem đau khổ cho nhau, là cuộc sống vui hơn và bình tĩnh với sự đời vô thường. Giống như bà già khuyên người đàn bà kia, nên nhớ tất cả là vô thường, rồi cái tâm buồn khổ nó cũng vô thường luôn. Nên mỗi lần buồn thì cứ nhớ cái tâm cũng vô thường, nó không có dừng. Như vậy khéo biết ứng dụng để luôn tiến trên đường học đạo, để bớt khổ
thì đó là uống thuốc. Một lý vô thường này quán kỹ, quán sâu là có thể đắc đạo. Ngày xưa, thời Phật có những vị quán vô thường mà chứng A-la-hán. Quán thân mình vô thường thì cũng thấy là vô ngã. Không có ngã thì ai buồn phiền, ai phiền não, ai sanh tử. Phá được cái mê đó là chứng A-la-hán. Có vị tỳ kheo vào buổi sáng, ngồi gần bên bờ ao, thấy hoa sen nở đầy ao tươi đẹp. Tới trưa có một nhóm cô gái lội xuống hái hoa sen. Do hái bừa bãi, hái dội nên làm bầm dập các hoa sen còn lại, các lá sen xung quanh. Sau đó thầy nhìn lại thì thấy ao sen điêu tàn. Buổi sáng thấy ao sen tươi đẹp, ánh mặt trời rọi xuống rất là nên thơ, nhưng trưa thì trở nên điêu tàn. Thầy quán kỹ mọi sự việc trong cuộc đời thật vô thường và chứng A-la-hán. Ở đây, các Phật tử nên khéo quán kỹ vô thường và ứng dụng vào cuộc sống, đừng chỉ hiểu vô thường qua loa trên chữ nghĩa. Qua những điều trình bày trên, chắc quý Phật tử cũng hiểu rồi. Nhưng cái hiểu này có phải là cái hiểu của mình chưa, hay còn là cái hiểu của thầy? Phải làm sao chuyển nó thành cái hiểu của mình? Để tóm kết bài giảng này cho tất cả luôn ghi nhớ. Có một bậc thầy Tây Tạng dạy rằng: bạn có bao giờ thật sự hiểu và thật chứng lý vô thường hay chưa? Bạn đã thâm nhập nó trong từng ý tưởng, từng hơi thở và từng động tác, đến nỗi cuộc đời của bạn nhờ vậy mà được đổi mới hay chưa? Tức là hiểu và thật chứng lý vô thường trong từng hơi thở, từng bước đi, từng lời nói. Nhờ vậy mà cuộc đời của mình chuyển đổi, có làm được vậy không? Và hãy tự hỏi bạn hai câu này. Nếu bạn trả lời được thì bạn mới thật sự hiểu vô thường. Câu thứ nhất là: tôi có nhớ rằng lúc nào tôi cũng đang chết hay không? Và mọi người, mọi vật khác cũng đang chết hay không? Bởi vậy, tôi đối xử với mọi chúng sinh với lòng bi mẫn trong mọi lúc. Ngồi ở đây, có nhớ mình đang chết dần hay không? Nhớ mình đang chết, mọi người cũng đang chết, vậy là đồng cảnh ngộ. Thấy tất cả cùng hoàn cảnh, nên có lòng bi mẫn thương xót với nhau trong mọi lúc. Nghĩa là chúng ta đang sống trong vô thường, trong sự biến đổi, đau khổ. Thấy người khác cũng đang sống trong vô thường, thì có sự cảm thông, nên có lòng bi mẫn thương xót với nhau trong mọi lúc. Có thể trả lời được câu đó chưa? Câu thứ hai: sự hiểu biết về cái chết và vô thường nơi tôi có trở nên bén nhạy, cấp thiết đến độ là tôi đang dành mỗi giây phút còn lại của đời tôi để theo đuổi sự nghiệp giác ngộ hay không? Nếu bạn có thể trả lời có cho hai câu hỏi ấy, thì thật sự bạn mới hiểu lý vô thường. Ở đây có ai trả lời cho hai câu hỏi này chưa? Nếu chưa thì phải làm sao? Chỉ chừng đó thôi mới thấy rõ, phải học lý vô thường suốt đời rồi. Ngay bây giờ ngồi đây cũng vậy. Hiểu được điều đó thì cuộc sống của chúng ta được chuyển hóa, đổi mới rất là nhiều, phiền não sẽ bớt, cho nên đó là thuốc cho tất cả. Giờ thì mọi người khéo uống thôi. Thừa kế nghiệp. Một, thừa kế nghiệp. Đạo Phật luôn đề cao tinh thần nhân quả. Chúng ta sống trong cuộc đời này đều là sống trong nhân quả. Cuộc sống chúng ta hiện nay là thừa kế cái quả của đời trước, gọi là thừa kế nghiệp. Chữ nghiệp trong Phật giáo có ý nghĩa sâu. Một số người thường quan niệm mỗi người sinh ra đều có số mệnh. Người có số giàu thì giàu, người có số nghèo thì nghèo, người có số xấu thì xấu, vân vân. Trong nhà Phật không nói số mệnh mà cho là nghiệp. Nếu nói là định mệnh thì sẽ ngăn chặn con đường tiến hóa. Số mệnh định sẵn như vậy rồi, không thể chuyển được nữa. Do con người tin như vậy nên đầu hàng số phận. Trái lại, Phật giáo cho là nghiệp chúng ta tu có thể chuyển hóa được. Nghiệp tức là những hành động tạo tác của con người trong đời trước hay đời này. Nghiệp do chúng ta tạo nên có thể chuyển đổi.
Nếu lỡ tạo nghiệp xấu, nghiệp ác, chúng ta thức tỉnh biết đó là sai quấy, quyết tâm sửa đổi thì sẽ chuyển thành nghiệp lành, nghiệp tốt, đó là tu. Có tu mới đưa con người tiến hóa thăng hoa, đem lại niềm tin cho chính mình. Theo tinh thần Phật dạy, tất cả chúng ta đều sống trong nhân quả. Sống với quả hôm nay là do nhân đời trước. Quả lành dữ, khổ vui hoặc ngu trí sang hèn đều có nhân đời trước chứ không phải ngẫu nhiên. Do con người tạo nghiệp không đồng nên sanh ra mỗi hoàn cảnh không đồng. Có những người cùng sanh ra trong một gia đình, một cha mẹ, nhưng có đứa thông minh, có đứa không được thông minh, có đứa giàu, có đứa không làm ăn được. Theo khoa học nói, gen cha mẹ sao thì con cái như vậy. Nhưng đôi khi cha mẹ rất thông minh mà con thì ngu đần. Hoặc cha mẹ không thông minh mà con là thần đồng. Vậy đâu phải do gen. Vì vậy, nếu lấy tinh thần khoa học mà giải thích thì không giải thích hết được. Phật Pháp thấy rõ điều này rất đơn giản. Đều do nhân quả nghiệp báo của con người đã tạo đời trước. Như đời trước đã tạo nghiệp sáng suốt trí tuệ, nên đời này lưu lại, sanh ra người đó phát triển trí tuệ sớm. Có những đứa bé thần đồng, sanh ra đã biết được những điều nó chưa học. Có những người mới gặp nhau lần đầu, đã thấy có cảm tình, hoặc mới gặp mà cảm thấy ghét cay, ghét đắng. Do cái gì? Do nghiệp duyên đời trước. Ai gần gũi với mình nên gặp nhau đã có cảm tình. Còn người kia trước cũng có nghiệp duyên trái nghịch nên thấy lần đầu đã không có cảm tình. Đó là tinh thần nhân quả Phật dạy. Hình tướng mỗi người cũng vậy. Hàng triệu người không ai giống ai. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy Long Vương, Ngài nói: Ông có biết trong hội này và trong biển cả, bao nhiêu là hình sắc, chủng loại mỗi khác nhau. Tất cả như thế đều do tâm tạo nghiệp lành hay dữ nơi thân khẩu ý mà ra. Do chúng sinh trước kia tạo nghiệp sai biệt, nên khi sanh ra cũng có những sai biệt. Chúng ta ngồi ở đây, mỗi người đều có tâm tư, suy nghĩ sai biệt nhau, nên hiện ra dáng vẻ khác nhau. Tuy ngồi chung một nơi, nhưng trong tâm mỗi người là mỗi cảnh giới riêng. Như hai đứa trẻ sanh đôi giống y nhau, nhưng vẫn có một hai điều gì đó khác. Vì tâm tư của mỗi người có những nét khác, nên trên hình tướng cũng có vẻ khác nhau. Phật dạy, mỗi người sanh ra là sống trong nhân quả, sống trong nghiệp lực. Con người không làm chủ được mình, mà do nghiệp làm chủ chúng ta. Người học Phật biết sân giận là xấu, nhưng gặp chuyện thì cũng sân, không làm chủ được. Như người bệnh tiểu đường, biết ăn ngọt là không tốt, nhưng gặp ngọt cũng thèm. Hoặc có những vị nghiện rượu, thuốc, biết là bệnh nhưng không bỏ được, cũng bị nó dẫn. Như vậy, nghiệp làm chủ mình, chứ mình không làm chủ được. Nhà Phật gọi là bị nghiệp sai xử. 2. Tu là chuyển nghiệp. Tu Phật là chuyển nghiệp. Vì Phật dạy, nghiệp không cố định. Cái gì có sanh thì phải có diệt, nghiệp cũng vô thường. Nghiệp do chúng ta tạo ra thì chính mình có thể chuyển đổi nó. Con người không hiểu, yếu đuối cứ an phận với nghiệp lực, nên than sao nghiệp tôi nặng quá. Tất cả chúng sanh đều có thể chuyển được hết. Đức Phật là tấm gương cho mọi người. Phật hiện ra nơi đời giống như chúng ta, không phải ở trên trời rơi xuống. Nếu như Ngài ở trên trời hiện xuống thành Phật, thì không ai dám tu theo Ngài, vì nghĩ Đức Phật quá cao siêu, là một vị trời, còn mình ở dưới đất đâu bằng được. Đức Phật đến cuộc đời này là một con người, có cha mẹ sanh ra, lớn lên lập gia đình, sống thụ hưởng ngũ dục trong cung vua. Rồi Thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết. Hình ảnh cho Ngài tỉnh thức là vị Sa Môn từng bước ung dung trong cuộc đời. Ngài hỏi Sa Môn chân lý để thoát cảnh sanh già bệnh chết.
được Sa Môn giải thích con đường tu hành giải thoát, nên Ngài quyết định ra đi tìm cầu chân lý. Con người đã có sanh thì có chết, sanh tử đều có nguyên nhân của nó. Nếu tìm được nhân sanh tử thì sẽ có cách giải quyết quả sanh tử. Theo tinh thần khoa học, quả từ nhân mà có. Như các nhà bác học, thấy bệnh chó dại phải tìm ra nguyên nhân nào gây ra bệnh chó dại. Tìm được con vi trùng chó dại trừ diệt nó thì sẽ hết bệnh. Phật cũng vậy, Ngài quyết chí dự thành xuất gia tìm đạo, cuối cùng đến cội Bồ Đề thiền định. Sau đêm 49, Ngài giác ngộ thành Phật, thấy rõ nguyên nhân của sanh tử luân hồi là 12 nhân duyên. Đó là nhân để có sanh tử. Nếu dứt được tập nhân thì giải thoát sanh tử, chứng đạt Niết Bàn. Ngài thành tựu được, sau đó chỉ dạy cho mọi người như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, tu chứng A-La-Hán, chấm dứt cội gốc sanh tử luân hồi. Như vậy, nghiệp chuyển được, chứ không phải cố định. Mọi người chúng ta, khi thấy cảnh người sanh già bệnh chết, nghĩ đó là chuyện thường nên an phận. Ai sanh ra cũng chết, nên mình chết là chuyện thường, không nghĩ gì khác thêm, ý nghĩa. Nhưng với Thế Tôn, Ngài quyết tìm nguyên nhân để giải quyết dứt điểm nó. Do đó, Ngài vượt lên chuyển được nghiệp. Điều này cho chúng ta thấy rằng, Ngài là con người, Ngài đã làm được thì chúng ta cũng là con người như Ngài, thì ai cũng có thể làm được. Theo ý nghĩa, Phật là người giác ngộ. Chúng ta là người thì cũng có thể giác ngộ như Phật. Nhưng Phật giác ngộ ở đâu? Ngài giác ngộ từ tâm. Vậy mọi người có tâm thì đều có giác ngộ. Chúng ta học lịch sử Phật, nếu nói lại cho người khác nghe mà dùng từ không chính xác sẽ bảo đức cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia, vợ tên Gia Du, có con là La Hầu La. Nói như vậy là chưa chính xác. Vì Phật làm gì có vợ có con? Thái tử Tất Đạt Đa mới có vợ có con, sống trong hoàng cung rồi vượt thành xuất gia đi tìm đạo. Đến khi chứng ngộ mới gọi là Phật. Như vậy, Phật là một bậc toàn giác, từ một con người bình thường, sau đó giác ngộ nên gọi là Phật. Như vậy, mọi người đều có thể tu chuyển nghiệp được. Chúng ta không nên mặc cảm, tôi tội lỗi quá chắc tu không được. Nếu vậy, Phật ra đời làm gì? Phật ra đời để chỉ dạy cho chúng sinh tu. Tu là sửa, sửa cái xấu thành cái tốt. Cũng như Ương Quật Ma La là một tên sát nhân, ông nghe theo lời thầy chỉ dạy, lấy 1000 lắm tay của người sâu thành chuỗi đeo sẽ được truyền dạy pháp bí yếu của ngoại đạo. Từ đó ông đi giết người, lấy được 999 ngón tay, chỉ còn lại một ngón cuối cùng. Ai thấy ông cũng sợ nên tránh mặt hết. Khi đó vua sai quân lính đến bắt ông ta về trị tội, nếu không là nỗi kinh hoàng cho muôn dân. Bà mẹ nghe vậy lo sợ nên đi đến báo cho ông hay, nhưng ông lại định giết mẹ để lấy cho đủ số lượng 1000 lắm tay. Đức Phật dùng Phật nhãn quan sát, thấy ông có duyên hóa độ và không muốn ông mang tội đại ngũ nghịch là giết mẹ, nên Phật xuất hiện trước mặt ông. Thế là ông rượt theo Phật. Ông càng rượt, nhưng sao thấy Phật vẫn cách xa nên mới la lên: Cồ Đàm, ông hãy dừng lại. Đức Phật bảo: Ta dừng đã lâu rồi, chỉ có ngươi chưa dừng thôi. Ông ngạc nhiên hỏi: Ngài đang đi, tôi chạy không kịp mà nói dừng khi nào? Phật bảo: Ta dừng đây là dừng những tâm tham, sân, sát, nghiệp, vân vân. Những cái đó chính ngươi chưa chịu dừng. Ngày đó Ương Quật Ma La có sự tỉnh ngộ. Sau đó Phật thuyết pháp giáo hóa cho ông, và ông chứng A-La-Hán, giải thoát được nghiệp sanh tử. Như vậy
một người dữ tợn cũng có thể chứng thánh, chuyển được nghiệp. Cũng như tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, bà có sắc đẹp, trước cũng tạo nghiệp rất nhiều, sau được Ngài Mục Kiền Liên độ. Nhân duyên thế này. Một hôm, Tôn giả Mục Kiền Liên đi khất thực ngang khu vườn. Có một vị phụ nữ trung niên rất đẹp đứng đón, dùng những lời lẽ mời mọc, gợi chuyện muốn chọc phá Ngài. Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đệ nhất thần thông, nhìn qua biết đây là một cô gái kỹ nữ đến để mê hoặc mình. Tôn giả dùng thần lực thấy được những uẩn khúc chất chứa trong lòng người phụ nữ này, nên Ngài nói: "Thật đáng thương cho cô. Tuy hình dáng bên ngoài thật đẹp, trang sức lộng lẫy, nhưng bên trong chứa đầy ô uế không dừng. Thân thể cô bất tịnh, tâm hồn cô ô uế vùng vẫy trong bùn nhơ. Như con voi già đang sa lầy, vùng vẫy chừng nào nó càng lún sâu chừng ấy." Người phụ nữ nghe vậy giật mình, cảm xúc rơi lệ. Tại sao vị này biết hết cảm xúc trong lòng mình? Cô mới thưa: "Bạch Tôn giả, Ngài đã biết rõ tâm của tôi cũng không qua mắt được Ngài. Tôi nghe danh Ngài là thần thông đệ nhất, tôi không tin thần thông có thể vượt qua được sắc đẹp. Tôi biết mình là người nhiều tội lỗi và cũng nghĩ đến việc hướng thiện, nhưng bây giờ quá tuyệt vọng vì tội lỗi quá nhiều. Tôi là một kẻ không thể cứu vớt được, vì với một quá khứ ghê sợ, sau này tôi sẽ bị quả báo không lường trước được." Tôn giả Mục Kiền Liên an ủi: "Cô không nên tự làm khổ mình như vậy, cũng đừng có thất vọng. Tội nghiệp dù có nặng đến đâu, nếu một phen sám hối thì đều có thể cứu vãn. Y phục dơ có thể giặt giũ cho sạch, thân thể ô uế có thể dùng nước tẩy rửa, tâm không thanh tịnh có thể dùng Phật Pháp rửa sạch. Dòng sông nhơ nhớp chảy ra biển cả, biển lớn có thể làm sạch được nước trong sông. Lời dạy của Đức Thế Tôn chúng tôi cũng đủ sức làm lòng người ô uế trở nên thanh tịnh khi biết sám hối những tội nghiệp quá khứ." Tôn giả Mục Kiền Liên đã đem lại niềm tin cho Liên Hoa Sắc: tội lỗi nhiều nhưng cũng có thể rửa sạch nếu chúng ta biết chuyển hóa tu tập. Nhưng cô lại thưa: "Tội lỗi quá khứ của tôi quá khủng khiếp, tôi kể ra e tôn giả bỏ chạy." Tôn giả Mục Kiền Liên nghe vậy cũng cố an ủi: "Cô hãy nói ra đi." Cô nói: "Tôi tên là Liên Hoa Sắc, con gái của vị trưởng giả giàu có trong thành Đức Xoa Thi La. Năm 16 tuổi, cha mẹ lập gia thất cho tôi, nhưng không lâu cha tôi qua đời, bà mẹ quá bụa, bèn tư thông với chồng tôi. Biết được việc này tôi quá đau lòng. Lúc ấy tôi sanh được một đứa con gái, tôi bỏ lại cho chồng nuôi. Sau đó, tôi tái giá với một người ở tỉnh khác, anh ta là một thương gia. Nhân một lần đi buôn bán xa ở thành Đức Xoa Thi La trở về, anh ta lén mua một nàng thiếp giấu riêng ở một nơi nào đó. Tôi được người cho biết và nổi máu ghen, tôi quyết tìm người con gái đó để xử cho một trận. Nhưng khi gặp mặt tôi mới té ngửa, không ai xa lạ, mà đó chính là đứa con gái chồng trước của tôi." Nói đến đó bà khóc nghẹn. Tôn giả an ủi: "Cô không nên thương tâm quá độ. Người mà biết rõ quá khứ vị lai thì xem đó là luân hồi nhân quả. Đó là nhân quả mà cô đã tạo đời trước, nên bây giờ nó trở lại, chứ không phải ngẫu nhiên đâu. Thật ra, đời người là một bể khổ." Sau đó cô kể tiếp: "Với nỗi khổ đau như vậy, tôi bỏ nhà đi. Bắt đầu tôi chán ghét thế gian, nên mang thân này làm kỹ nữ mua vui cho thiên hạ, đùa cợt với mọi người đàn ông, khiến cho gia đình họ tan vỡ, vợ họ đau khổ để trả thù đời. Do đó tội lỗi tôi không thể lường được. Tôi chỉ biết kiếm tiền để xài phung phí, gieo bao đau khổ cho người. Bây giờ đây tôi không biết phải sám hối như thế nào." Tôn giả Mục Kiền Liên nghe qua, biết cô còn chút thiện tâm,
mới đem giáo lý nhân quả của Phật giải thích cho cô nghe. Mọi việc đều có nhân, có quả. Do nhân đời trước đã tạo, nên đời này phải chịu quả báo như vậy. Bây giờ muốn chuyển đổi thì phải khéo tu, chứ không phải để như vậy hoài. Sau khi nghe tôn giả thuyết pháp, Liên Hoa Sắc tỉnh ngộ mới đi theo tôn giả về gặp Phật. Sau đó bà được Phật độ, tu hành chứng thánh vị A-la-hán, cũng nổi tiếng đệ nhất thần thông trong hàng ni chúng. Đây là bài học đánh thức mọi người thấy rằng, dù cho tội lỗi nhiều như vậy, thì tánh giác cũng không mất. Nên nhà Phật có câu, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Người nhiều ác nghiệp, nếu tỉnh giác tu hành, có thể chuyển đổi thành thánh. Vậy thì số phận, định mệnh có thể chuyển, chứ không phải an bày như nhiều người đã nghĩ. Liên Hoa Sắc tội lỗi nhiều như vậy mà còn chuyển được, tu chứng A-la-hán. Chúng ta ngày nay tội lỗi đâu nhiều như bà, mà lại nghĩ không thể tu được. Chúng ta nếu chịu tu, chịu chuyển hóa, thì sẽ có kết quả tốt. Trong Phật Pháp có tứ chánh cần, tức là bốn điều siêng năng tinh tấn. Thứ nhất là điều ác chưa sanh thì ngăn không cho nó sanh. Thứ hai là điều ác đã sanh rồi thì khéo tinh tấn, siêng năng để trừ diệt nó. Thứ ba là điều thiện chưa sanh làm cho nó sanh. Thứ tư, những điều lành đã sanh làm cho nó phát triển hơn. Vậy thì điều ác chưa sanh, chúng ta ngăn dứt đừng cho nó sanh. Điều ác đã sanh thì chúng ta tinh tấn tu hành trừ cho nó dứt sạch. Những điều thiện chưa sinh làm cho nó phát sinh. Điều thiện đã sinh làm cho nó phát triển lên. Càng phát triển nhiều điều thiện thì điều ác càng bớt. Giống như làm ruộng vườn. Ruộng vườn trồng nhiều hoa quả cây ăn trái thì bớt cỏ. Còn lười trồng hoa quả rau cải thì cỏ hoang mọc nhiều, rắn rết ẩn núp. Cũng vậy, chúng ta tạo nhiều điều thiện thì điều ác bớt lại. Còn điều ác nhiều thì rắn rết ẩn thêm nhiều phiền não, đau khổ. Phật dạy chúng ta phải khéo biết tu để vươn lên, chuyển nghiệp, mới mong đem lại cho chính mình sự an vui vĩnh cửu. Trong Kinh Pháp Cú có dạy, tự mình làm điều ác, tự mình sanh nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình. Tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Nghĩa là mình làm điều ác thì tự mình làm ô nhiễm, tự mình không làm ác tức là làm điều thiện là tự thanh tịnh cho mình. Tự mình làm cho mình trong sạch, thanh tịnh hay không thanh tịnh là quyền của mình. Phật không đem đến thanh tịnh cho mình, mà Ngài chỉ dạy cách thức làm cho mình thanh tịnh. Phật chỉ con đường cho chúng ta đi, nên gọi Phật là Đại Đạo Sư. Phật là Đại Y Dương, vị thầy thuốc cho thuốc chúng sinh để uống. Chúng sinh có uống thì mới hết bệnh được, không uống thì vẫn bệnh. Tịnh hay không tịnh là tự mình. Phật đem lại niềm tin cho mọi người để tự mình có niềm tin tiến lên vì nghiệp từ tâm mà tạo. Tâm nghĩ lành thì con người làm lành. Tâm nghĩ ác thì con người làm điều ác. Tâm sân thì tạo nghiệp sân, vân vân. Cho nên tâm là gốc của nghiệp. Muốn chuyển nghiệp thì phải chuyển từ tâm, không nên lo chuyển cảnh ở bên ngoài. Chúng ta nóng giận rồi mua trái cây cúng Phật, cầu Phật cho con đừng nóng giận, được không? Nóng giận là từ tâm của chúng ta. Chúng ta đi chùa học Phật, nhớ lời Phật dạy. Nóng giận là nhân xấu, tạo thành những quả xấu cho mình. Luôn nhớ vậy thì sẽ bớt giận. Hết giận thì thanh tịnh, phải tự mình chuyển hóa như vậy
không phải chỉ lo cầu Phật bên ngoài. Đạo Phật rất thực tế. Chúng ta học Phật phải chứng nghiệm được lời Phật dạy ngay trong đời sống, chứ không phải đợi qua kiếp sau. Đây là một chân lý, là lẽ thật ngay bây giờ. Chúng ta thực hành chứng nghiệm ngay cuộc sống này sẽ bớt phiền não, thêm an vui. Chúng ta tu là phải sáng suốt, thấm được giá trị của Phật Pháp, mới thấy Phật Pháp cao quý biết chừng nào, và càng vững niềm tin bằng trí tuệ chân thật. Như vậy, muốn chuyển nghiệp phải chuyển tâm, chuyển tâm phải học Pháp. Phật có dạy bài kinh: ngày xưa có vị Bà La Môn tu theo pháp tịnh thủy hành, tức là dùng nước để rửa sạch tội lỗi. Mỗi ngày hai thời sáng chiều, ông đều xuống nước tắm. Phật biết ông có chủng tử lành nên đến cảm hóa, hỏi: và mục đích gì mà ông làm hạnh đó? Ông bảo: tu dùng nước để rửa sạch tội lỗi. Buổi sáng tạo tội lỗi gì đó, buổi chiều xuống tắm để rửa sạch. Còn tối lỡ làm tội lỗi thì sáng xuống tắm để rửa. Chính pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không cấu uế, trong sạch, được người lành tán thán. Tức là lấy chính pháp làm ao hồ, giới là bến nước tắm. Giới là những điều mà Phật ngăn cấm. Người Phật tử quy y thọ năm giới thì giới là bến nước tắm đó. Xuống bến nước tắm đó thì không cấu uế, trong sạch. Tắm bằng nước Phật Pháp thì trừ được uế tạp, sạch hết tội lỗi mới qua bờ bên kia. Người trí luôn tắm bằng nước Pháp, trong sạch thân tâm, qua được bờ giải thoát. Như vậy, muốn vui phải tránh tạo nhân ác, muốn hạnh phúc phải tạo nhân lành, nhân tốt. Đó là nhân quả rõ ràng. Người không hiểu đạo, khi gặp đau khổ chỉ biết than trời trách Phật. Trái lại, người hiểu đạo, khi khổ họ biết đây là nhân mình đã tạo đời trước. Khổ này là quả phải trả cho xong. Giống như chúng ta đã vay nợ, bây giờ người ta đòi thì phải trả cho hết. Nếu người ta đòi mình không thèm trả, còn cãi lại, thì nợ càng chồng thêm, khổ càng thêm khổ. Chúng ta biết rõ là nhân đời trước đã gieo, bây giờ nhẫn nhục trả, đồng thời tạo nghiệp lành thì mới mong mau hết nợ. Ngài Huyền Trang từ Trung Quốc sang Ấn Độ tìm học kinh điển của Phật. Khi Ngài đến Đại học Na Lan Đà, gặp luận sư Giới Hiền. Lúc đó sư trên 100 tuổi. Khi luận sư Giới Hiền gặp Ngài Huyền Trang, sư cảm động rơi nước mắt. Trong chúng mới hỏi tại sao, Ngài Giác Hiền thay sư thuật lại: trước kia Hòa Thượng có bệnh thấp khớp, đau nhức mình mẩy rất khổ sở suốt 20 năm. Thuốc men gì cũng không hết. Có lúc buồn quá, Hòa Thượng muốn nhịn ăn cho chết sớm. Nhưng Hòa Thượng nằm mộng, thấy ba vị hình tướng trang nghiêm rất đẹp. Một vị là Bồ Tát Di Lặc, một vị là Bồ Tát Quán Âm, một vị là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù nhắc nhở Hòa Thượng: thân người là vô thường, mỏng manh, đáng chán, nhưng không bảo hủy hoại thân này. Thân này như chiếc bè gỗ để mình qua sông. Nếu qua sông bị chới giới, bị chìm thuyền, mà gặp khúc gỗ mục cũng phải ôm để vào bờ. Cũng vậy, chúng ta phải tạm mượn thân này để tu hành. Không nên bám chắc vào nó quá, cũng không nên ghét bỏ nó, làm cho thân hủy hoại. Sở dĩ bị thế này, vì đời trước, ông là vị quốc vương chinh chiến nhiều, làm não hại vô số chúng sinh. Nhân quả phải trả, đáng lẽ phải đọa, nhưng do đời nay ông biết tu nên chuyển thành nghiệp bị bệnh đau nhức, giống như những mũi tên đâm.
đó là chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ. Ông hãy nhẫn nại mà lo hoằng pháp. Thời gian sau, sẽ có một vị tăng từ Trung Hoa qua học pháp. Ông tận tình chỉ dạy cho vị đó, thì nghiệp của ông sẽ hết. Bây giờ gặp Đại Huyền Trang qua, đúng như những gì trong mơ đã thấy, nên Hòa Thượng xúc động khóc. Như vậy, Đại Giới Hiền biết rõ nghiệp quả của mình rồi, thì nhẫn nhục chịu, nỗ lực tu, nên dần dần hết nghiệp. Người học Phật hiểu rõ tất cả đều do nhân quả, đều có nhân duyên, không có gì là tự nhiên cả. Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy: người tu hành khi gặp phải những cảnh khổ phải tự nghĩ rằng: ta từ trong vô số kiếp lâu xa đã bỏ quên gốc chạy theo ngọn, nên bị trôi nổi lang thang trong các cõi. Trong đó phần nhiều chúng ta đã giấy tạo bao nhiêu điều trái nghịch, oán ghét, hận thù. Nay đây tuy không có phạm phải, nhưng đó là quả ươm từ nhiều đời trước. Khi quả đã chín mùi thì sẽ rụng xuống, chứ chẳng phải là trời thần hay người nào đem đến cho mình. Khi quả trổ thì chúng ta sẵn lòng nhận chịu, không nên sanh tâm oán trách. Kinh nói: gặp khổ chẳng lo buồn. Tại sao? Vì biết thấu suốt duyên cớ của nó. Tổ dạy: nếu trong đời nay chúng ta tu hành có gặp cảnh khổ, thì phải nhớ rằng mình sống trong biển khổ, luân hồi sinh tử này, đâu phải lúc nào chúng ta cũng tạo điều lành, điều tốt. Có khi tạo những điều oán ghét, oan trái với người mà chúng ta đâu nhớ. Bây giờ quả nó đến để đòi, chứ không gì khác. Do đó, chúng ta phải nhẫn chịu để tạo nghiệp lành, chuyển oán trách khổ đau thành hoan hỷ an vui, mới mong hết nghiệp. Phật dạy nhân quả có ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Đời này con người không làm điều ác, nhưng đời trước đã tạo những điều ác đó. Đây quả đời trước đã chín, nên chúng ta phải hái nó trước. Đồng thời, đời nay chúng ta tạo những điều lành, thì như mới trồng cây. Cây nào trồng sớm sẽ có quả trước, cây nào trồng trễ sẽ có quả muộn. Khi hiểu rõ nhân quả, chúng ta sẽ có niềm tin trong sáng vào Phật Pháp. Hiểu nhân quả rồi, thì gặp nghịch cảnh, biết đây là quả của mình đã tạo ở đời trước, mau mau tạo điều lành để chuyển dần thôi. Cũng như Phật dạy, tu phước tích thiện sẽ chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ. Như chú Sa Di còn 7 ngày nữa sẽ chết. Thầy của chú đã chứng đạo, biết quá khứ vị lai, nên cho chú về thăm nhà 7 ngày. Trên đường về thăm cha mẹ, chú Sa Di đi qua con suối, thấy bầy kiến bị cuốn chới với giữa dòng nước. Chú thấy cảm thương nên bẻ nhánh cây khô thả xuống, cho kiến theo nhánh cây bò lên bờ. Xong việc chú về nhà. Lâu ngày về thăm nên cha mẹ giữ chú lại thêm ít bữa. Khi chào cha mẹ về tới chùa thì quá 10 ngày. Ông thầy ngạc nhiên, tính có 7 ngày là chú sẽ chết, mà sao giờ quá hạn thấy chú vẫn bình an. Vị thầy mới hỏi: trên đường đi con có làm điều gì lạ không? Chú Sa Di đáp: dạ không. Thầy hỏi lại bảo chú nhớ kỹ xem. Chú chợt nhớ bèn thưa: à, trên đường về thăm cha mẹ, con đi qua dòng suối, thấy bầy kiến đang chết đuối giữa dòng. Thấy thương nên con bẻ nhánh cây khô cho nó bò lên. Ông thầy bảo: đó là phước lành con đã tạo, khiến thêm tuổi thọ cho con. Vì cứu được bầy kiến, tạo công đức lành mà chuyển đổi được nghiệp yếu mạng cho con. Vì vậy, luận trên nhân quả, chúng ta khỏi phải đi coi thầy bói, chỉ lo tu tạo công đức lành tốt thì sẽ chuyển đổi được nghiệp lực của chúng ta. 4. Tóm kết. Nghiệp do chính chúng ta tạo. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ không đổ lỗi cho ai.
đồng thời cũng là trả lại quyền tự chủ cho mình. Mình làm thì mình chịu, rồi mình tự cải tạo đời sống để tiến lên, lấy lại niềm tin cho chính mình. Phật dạy, ai cũng đều có Phật tánh. Đó là đức tánh sáng suốt, chứ không phải xấu xa. Dù là tên ăn trộm tội lỗi, nhưng người đó cũng có cái tâm lành. Tên trộm đâu muốn mình thành người xấu, biết ăn trộm là xấu nên mới lén rình lấy. Tuy biết vậy, nhưng bị nghiệp làm chủ rồi dẫn đi, vô minh che nhiều quá, chứ cũng biết đó là điều xấu. Trong sâu thẳm nội tâm của mỗi người đều có tánh thiện. Nếu chúng ta biết khai thác, phát huy, thì những điều xấu này sẽ chuyển dần thành tốt. Đó là tu. Mỗi người đều có cái gốc tốt lành để phát triển. Phật là từ chúng sinh giác ngộ tiến lên thành Phật. Phật biết phát triển sớm và chỉ đường cho chúng sinh, để ai cũng biết phát huy ra điều đó để tu thành Phật. Vua Trần Nhân Tông khi đi tu, Ngài giác ngộ có làm bài kệ về cư trần lạc đạo. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo, thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền. Trong nhà có báo. Báo đây không phải vàng bạc, hột xoàng, kim cương, mà là mọi người đều có Phật tánh. Tánh giác sáng suốt là của báo. Báo trong Phật Pháp không cần tìm kiếm ở bên ngoài, mà phải biết phát huy, khai triển nó ra thì sử dụng được. Đó là chuyển những tập nghiệp, chuyển chúng sinh thành thánh hiền. Ngược lại, nếu người cứ chôn vùi của báo, tất nhiên làm mãi chúng sinh. Chúng ta phải có niềm tin tiến lên, khai thác được của báo trong nhà để dùng mãi không hết. Như vậy, Phật đã chỉ đường, đã trao thuốc cho chúng sinh rồi. Việc còn lại là tự mỗi người lấy thuốc ra uống cho mau hết bệnh. Phải tự lực đi bằng đôi chân của chính mình mới mong mau về nhà. Vậy mong rằng, tất cả khéo tu tập, phát triển thiện tâm của mình, tiến lên trên đường học Phật, ngõ hầu mang lại lợi ích cho chính mình, đồng thời tác động đến mọi người xung quanh, để ai ai cũng cảm nhận được giá trị thiết thực của Phật Pháp. Từ đó, con người gầy dựng niềm tin, hướng về ánh sáng Phật Pháp để chuyển hóa khổ đau, sống đời an lạc. Được như vậy, chúng ta sẽ làm tăng trưởng công đức, gián tiếp truyền bá Phật Pháp, xứng đáng là người đệ tử Phật.